trong khi ngày quyết định chọn đi hay ở lại EU của người dân Anh đang diễn ra rất gần, cộng đồng doanh nghiệp tại Hồng Kông cũng đang hồi hợp chuẩn bị tâm lý nếu kịch bản Brexit xảy ra. Trong khi các cuộc khảo sát vài tuần qua cho thấy biến động mạnh giữa các ý kiến chọn đi hoặc ở lại EU, thì mới đây đã lo về kịch bản Brexit đã giảm bớt sau khi chiến dịch vận động ở lại đã đạt được nhiều hơn sự đồng tình. Sau vụ ám sát nghị viên Anh Joe Cox, tuy nhiên hiện bức tranh toàn cảnh vẫn chưa rõ ràng, tỷ lệ chọn đi và ở gần như vẫn 50-50 vào hôm thứ hai, cổ phiếu của Hồng Kông đã tăng gần 2%, đạt mức tăng một ngày mạnh nhất trong vòng một tháng sau khi thị trường châu Á hồi phục và khả năng Anh chọn ở lại EU cũng cao hơn. Từ một thời là thuộc địa của Anh, sau khi được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, hiện tại Hồng Kông đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Anh và dĩ nhiên Hồng Kông sẽ là một trong những thị trường đầu tiên bị tác động từ kết quả bỏ phiếu của người dân Anh. Giám đốc của tập đoàn nghiên cứu thị trường mới nổi Templeton, ông Mark Mobius cho biết, Hồng Kông sẽ ít nhiều thiệt hại nếu như anh chọn ở lại, mặc dù các thị trường châu Á khác có thể được lợi thế nếu nhiều công ty rút ra khỏi London. Ông Andrew Seaton, nguyên trưởng đại diện Anh tại Hồng Kông nhận định, anh sẽ có lợi thế hơn nếu ở lại EU, bởi đây một trong những cộng đồng kinh tế vững mạnh. Tuy nhiên, một số người Anh đang sống tại Hồng Kông lại không tin vào mối quan hệ của EU và Anh, và cho rằng EU chỉ săn đón những lợi ích của Anh. Theo thống kê của chính quyền Hồng Kông, hồi năm 2014, Anh là đối tác giao thương lớn thứ 13 của Hồng Kông so với thị trường toàn cầu và lớn thứ hai nếu so với thị trường EU. Trong khi đó, Hồng Kông là đối tác ngoài EU lớn thứ bảy của Anh vào thời điểm năm 2013.